Video này thì mình xin giới thiệu các bạn về một số điều cần biết để khi chúng ta xem một video clip hoặc là tải một file video trên mạng. Thì chúng ta có thể thấy đây một view view clip. Khi mà chúng ta vô trang YouTube hoặc là vô trang có phim gì đó, chúng ta đánh tìm kiếm bài nhạc nào hoặc nó chất tay anh gì đó, chúng ta có thể thấy khi mà phát thì mặc định cái chương trình phát nó sẽ phát tùy tùy theo cái đường truyền mạng của chúng ta, nó cài đặt hoặc là nó tính toán làm sao đấy, nó phát. Chúng ta có thể thấy nó phát bản này ở cái chất lượng này 480 pixel này, nhưng cái file video này thì nó có là HD luôn, lên tới 1080 pixel. Chúng ta có thể cho lên thì nó có thể render lại mà nó nặng hơn. Chúng ta đợi một chút để cho nó tải về rồi chúng ta bắt đầu coi, thì nó có chất lượng ảnh với chất lượng âm thanh nó sẽ hay hơn rất nhiều, hay hơn, nói chung là nó hay hơn mà nó rõ nét hơn, coi rất là êm. Chúng ta có thể thấy sắc nét, rất là sắc nét. Còn một số bạn khi coi clip ấy, thì chúng ta có thể quan tâm đến cái chế độ nhanh chậm, như là cái clip này nó phát là quá nhanh, phát nhanh quá thì chúng ta có thể làm cho nó chậm lại. Này, tốc độ này, đánh vô cái cài đặt này, cái răng này, rồi tốc độ này xuống đây là nhanh này, còn trên này là chậm này. Chúng ta có thể thấy nó vẽ chậm lại này, hoặc ta có thể cho nhanh hơn để xem. Thôi chúng ta có thể kéo ở đây, mà kéo ở đây thì đây có thể thấy thấy nó kéo 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 ở đây, nhưng mà chắc cái này thì êm hơn, chuẩn hơn. Như trong Facebook cũng vậy, chúng ta có thấy một cái file trên web gì đó, một cái file nào, một cái video nào, mạng này nhìn do là bị đứt cáp quang gì thế nó chậm quá. Đây chúng ta có thể thấy đây nè, nó hai cái chế độ này, HD này, này trong Facebook này, chúng ta ấn HD này xem chế độ thường thì nó cái hình của nó nhòe, xem chế độ thường hình nó nhòe lắm. Bạn ấn vô HD này đó, là để nó render chút, rồi thấy thay đổi hơn không, chất lượng âm thanh với chất lượng ảnh nó thay đổi nhiều. Rồi đấy, một số cái phần về video mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Mong rằng những cái tiện ích này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Ở đây như là ở trong này thì mình giới thiệu về cái chương trình Chrome. Tiện đây thì mình cũng nói luôn, Chrome này nó cải tiến rất là nhiều. Chrome là cốc cốc, Chrome cộng là cốc cốc các bạn. Cải tiến rất là nhiều. Như clip này, đây này, có thể tải xuống này. Tải xuống mình cài đặt này, mình chọn Full HD này hoặc là HD, thôi mình chọn cái đôi này cho Mobi Flat này kia, rất là tiện lợi. Bình thường này là chế độ Full HD này, bắt đầu tải xuống là nó tải xuống thôi. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.